tất cả mọi người, mình là Sơn. Hiện mình đang là mentor các môn liên quan đến machine learning và data science tại Phoenix. Mình cảm thấy vô cùng may mắn khi là một tháng nào được đồng hành cùng với cả nhóm học viên history của mình để hoàn thành khóa học. Quá trình học tập của mọi người ở Phoenix, mình tin rằng nó không hề dễ dàng. Mình biết là một số bạn khi mà start cái chương trình học của mình, các bạn không có background về IT, background về toán, các bạn không đủ mạnh. Do đó các bạn gặp rất là nhiều khó khăn trong quá trình tìm hiểu. Việc em apply vào cái học bổng này là để nhằm tìm đến một chương trình học, một nguồn học liệu nghiêm túc, chỉnh chu và bài bản hơn. Và sau học này thì em hoàn toàn cảm thấy hài lòng đối với những gì mà Phoenix đã đem lại cho mình. Em thì may mắn là đạt giải nhất trong cuộc thi về xe tự hành do FPT tổ chức. Trước đây thì em đã làm việc khá là nhiều với các bài toán về xử lý ảnh hay là nói chung là về image processing. Nhưng mà những kiến thức về khoa học dữ liệu thì hầu như là em chưa nắm kỹ. Và em đã có được cái khóa học này để có thể học thêm và tìm hiểu thêm những nhiều kiến thức mà mình đang thiếu. Biết được rất là nhiều thứ hay ho và thú vị về khóa học của mình. Mình đã được trau dồi thêm kiến thức về Data Science, đặc biệt là những kiến thức về SQL, SQL, Python và cũng như là một số kiến thức về Data Visualization, Machine Learning. Em xuất thân từ ngành học sư phạm toán, nhưng sau đó Duyên đã chuyển hướng sang mảng lập trình. Và với lợi thế từ kiến thức toán học trước đó, Duyên đã cố gắng trau dồi thêm các kiến thức về lập trình. Và em đã tốt nghiệp khóa Machine Learning sau hơn 7 tháng nỗ lực. Long nghĩa là trường là các bạn học viên luôn luôn chủ động trong việc tự học của bản thân. Và cả việc liên hệ với Hanna khi là khó khăn hay là thắc mắc, thì đây là sự chủ động mà Hanna luôn tìm kiếm ở mỗi bạn học viên khi tham gia khóa học. Mình rất là ấn tượng với bạn Khôi. Những cái lúc mà mình hỏi thi bạn Khôi thì câu đầu tiên mình nghĩ trong đầu là mình nên hỏi cái gì, có những cái điểm gì hay ho, những cái gì sâu xa phía sau mô hình để mình có thể hỏi, mình có thể thử thách bạn. Và thực sự là mình rất là vui cho bạn gần như là để tuyệt đối hết các môn. Hiếu thì hiện đang học thạc sĩ tại Mỹ, thế nên là cách học của Phoenix thì rất là phù hợp với bạn. Hiếu luôn chủ động đưa ra mục tiêu nhỏ với Hanna và hoàn thành đúng hẹn. Về trường thì em một người rất ham học hỏi, nhiều hôm đã trễ em vẫn còn ở lại phòng lab tiếp tục nghiên cứu. Còn Nam, anh biết sức khỏe của em không tốt, suất phát điểm có thể không bằng các bạn, nhưng em vẫn luôn cho thấy sự cố gắng tiến bộ của mình qua từng ngày. Và giờ em đã tốt nghiệp trước các bạn khác. Anh rất ngưỡng mộ hai em về tinh thần này và mong tụi em tiếp tục phát huy nó trong tương lai. Mentor Thành, anh ấy hỏi những cái câu hỏi mà em thấy là nó khó, nó là những cái câu hỏi mà em cảm giác là để em trả lời mà em không trả lời được chắc chắn. Nhưng mà khi nghe những cái câu hỏi đấy là em lại muốn tìm hiểu thêm về những cái mà em đã học. Mentor Quý thì em ấn tượng ở cách truyền đạt, anh giảng rất hay với dễ hiểu. Còn mentor Nam thì em học được cái phong cách làm việc. Em sẽ cố gắng thử đào sâu hơn về machine learning và có thể là ứng dụng machine learning đó. Mình sẽ trau dồi về phần xử lý dữ liệu, cũng như là mình sẽ học thêm một số kiến thức về cloud computing, bởi vì cloud computing sẽ hỗ trợ thêm mình kiến thức làm sao để xử lý dữ liệu big data lớn ở trên cloud như là Amazon. Em định phỏng vấn công việc về data science, cụ thể là sẽ ở Calapa, bởi vì Calapa là nơi tạo cơ hội cũng như tạo điều kiện cho em có thể tham gia được khóa học data science ở Phoenix lần này. Em sẽ tìm một công việc phù hợp nhất cho một data scientist.
cũng như là sử dụng được những kiến thức của mình mà mình được đào tạo trong cái thời gian vừa qua, và cũng có thể là áp dụng vào những dự án thực tế. Và tất nhiên thì em có thể dùng để dạy lại cho những người bạn của em, những người mà họ cũng có những cái mong muốn học tập về data science. Chúc mừng tất cả các bạn học viên vì đã hoàn thành khóa học tại Phoenix một cách rất là xuất sắc. Mình mong là các bạn sẽ có thể vận dụng những kiến thức mà các bạn đã học ở tại Phoenix để đạt được những mục tiêu của các bạn trong tương lai. Sau khi tốt nghiệp, chúc Duyên và các bạn học viên thành công và luôn tràn đầy nhiệt huyết với con đường ngành nghề mà các bạn đã lựa chọn. Chúc tụi em cùng các bạn mới tốt nghiệp chương trình đợt này sớm tìm được công việc như ý. Và mình hy vọng rằng những cái kiến thức mà các bạn thu nhận được trong quá trình học tập tại Phoenix có thể nó không quá cao siêu, nhưng nó sẽ trở thành những cái nền tảng, cái hành trang quan trọng cho công việc sau này của mọi người.